Đây anh em nhá, Santa Fe 2021 model 2022 nhá. Vừa lắp bậc điện xong nhá. Buổi tối xong rồi anh em thử test cho anh em xem nhá, mở cửa nhá. Đấy, anh em thấy xịn không? Quá xịn sò. Chiếc Santa Fe sáng này. Sáng đẹp không? Đèn LED hai bên này. Cộng với đèn sáng rọi thì có trẻ con hoặc cụ già xuống không sợ dẫm nhầm đâu nhá. Có hố nhá, nó xuống hố chẳng hạn. Bên này chẳng may có dưới này có hố nhất thì không sao nhá. Đấy, đóng vào phát này. Xịn không? Quá xịn sò luôn. Đẳng cấp.